Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết cái bộ lữ này như sau. Nó sẽ bao gồm một nét phẩy chấm. Thì góc độ giữa phẩy và chấm này kết hợp với nhau khoảng 100 độ. Các bạn sẽ viết nó dốc và gần như là thẳng đứng xuống phía dưới để nó dễ dàng ghép với cái nét phẩy ngắn thứ hai nhé. Phẩy ngắn thứ hai này sẽ được viết hơi cong nhẹ sang phía bên tay trái. Sau đó các bạn sẽ đánh một lực hất nhẹ từ dưới hất nhẹ chéo lên trên như thế này. Đấy, sao cho phần bụng ở bên trong cái bộ lữ này nó còn phải rộng ra nhé. Tiếp theo các bạn sẽ tiến hành đo và các bạn xem nó có bị lệch nét ở đâu không. Nhìn thấy ổn rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục viết bằng kép chữ. Thì cái nét phẩy chấm này tại sao lại viết nó lại như thế thì cái nét phẩy ngắn thứ hai các bạn phải viết là điểm khởi bút của nó này, nằm giữa nét phẩy ngắn thứ nhất này. Đấy, và viết nó phải cắt qua khoảng gần như là ở giữa cái nét chấm dài xuống phía dưới để tạo ra được cái phần bụng nó rộng ở phía bên trong như này nhá. Tiếp theo thì khi các bạn viết được rồi thì các bạn sẽ ghép cho mình một cái bộ phía bên tay phải vào nữa để tạo ra một chữ Hán hoàn chỉnh. Tiếp theo thì tới chữ Ủa, là một đại từ xưng hô. Thế thì ở đây thì các bạn viết cái về phía tay trái, các bạn sẽ đánh cho mình các nét phẩy nằm này, ngang dài này, hất này, sổ móc này. Tiến hành viết về phía bên tay phải nó sẽ có gồm nét nghiêng móc này. Đấy, sau đó các bạn sẽ đo thử xem là các bạn xem cái cách dễ nhất để nhận biết được sai hay đúng hay là lỗi nét, đó là cái phần các bạn viết nét nó ngắn hay nét nó dài nhá. Sửa dễ nhất là nét dài mình sửa ngắn đi, còn nếu như mà bị lệch mất cái hướng nét ấy, thì các bạn cần phải nắn lại ngay cho mình nhá, không mà nó sẽ dễ bị lệch ấy, nó sẽ làm cho cái chữ Hán viết nó không được cân đối và nó không nằm gọn trong một ô. Đây là thước tỷ lệ, nó bao gồm 214 bộ thủ cả giản cả phồn, 300 chữ Hán cơ bản và 30 nét cơ bản các bạn nhé.